Xin chào các em, quay lại với kênh Học Toán Online. Trong video này, chúng ta tiếp tục giải bài tập trong sách giáo khoa của môn toán lớp 5. Các em mở sách giáo khoa của môn toán lớp 5, trang 28. Thì trong video trước, chúng ta đang giải bài tập của trang 28. Hôm nay chúng ta tiếp tục. Và bài tập tiếp theo của trang 28 là phần luyện tập. Chúng ta làm bài tập số 1. Phần luyện tập. Người ta yêu cầu viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông theo mẫu. Ta có 6 mét vuông và 35 decimét vuông. Thì viết các số đo này dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông thì chúng ta phải đổi 35 decimét vuông ra mét vuông. Ta có 6 mét vuông, 35 decimét vuông sẽ bằng 6 mét vuông. Cộng với 35 decimét vuông, ta biết 1 decimét vuông sẽ bằng 1 phần 100 mét vuông. Bởi vì mét vuông nên decimét vuông. Do đó 35 decimét vuông sẽ bằng 35 phần 100. Mét vuông. Chúng ta có 6 mét vuông cộng với 35 phần 100 mét vuông, có nghĩa là 6 và 35 phần 100 mét vuông. Chúng ta biểu diễn dưới dạng hỗn số. Chúng ta đã học về hỗn số và hiểu hỗn số là như thế nào, thì chúng ta biểu diễn luôn 6 mét vuông và 35 phần 100 mét vuông sẽ biểu diễn thành 6 35 phần 100 mét vuông. Tiếp theo, chúng ta sẽ viết số đo 8 mét vuông 27 decimét vuông dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông. 8 mét vuông và 27 decimét vuông sẽ bằng 8 mét vuông. Một decimét vuông bằng 1 phần 100 mét vuông. 27 decimét vuông sẽ bằng 27 phần 100. Cách đổi các đơn vị. Cách đổi các đơn vị đo diện tích thì chúng ta đã học ở các video trước. Ở trong video này chúng ta chỉ áp dụng vào thôi. Nếu em nào mà chưa nắm được thì nên xem lại các video trước. Ta có 27 decimét vuông sẽ bằng 27 phần 100. 27 phần 100 mét vuông. Và ta cũng biểu diễn 8 mét vuông cộng 27 phần 100 mét vuông như dạng hỗn số, có nghĩa là 8 và 27 phần 100. Ta viết như sau: 8 27 phần 100 mét vuông. Tiếp tục, chúng ta viết số đo 16 mét vuông 9 decimét vuông về dạng đơn vị, về dạng số đo có đơn vị là mét vuông như sau: 16 mét vuông 9 decimét vuông sẽ bằng 16 mét vuông cộng với 1 decimét vuông bằng 1 phần 100 mét vuông. Vậy 9 decimét vuông sẽ bằng 9 phần 100 9 phần 100 mét vuông.
Rồi, sẽ bằng 16m² cộng 9/100m², ta có thể biểu diễn về dạng hỗn số là 16 và 9/100. 16 và 9/100 viết là 16 9/100. Tất nhiên đơn vị là mét vuông. Tiếp tục chúng ta viết số đo 26 dm². Dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông như sau: 26 dm² sẽ bằng 1 dm² bằng 1/100m². 26 dm² sẽ bằng 26/100m². Chúng ta đã làm xong bài tập số 1, phần luyện tập trang 28 sách giáo khoa toán lớp 5. Xin lỗi, chúng ta mới làm xong câu A, chúng ta tiếp tục làm câu B. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là dm², tức là chúng ta phải đổi 4 dm², 65 cm² ra số đo có đơn vị là dm². Và ở đây ta phải đổi cm² ra dm² và 65 cm² thì bằng bao nhiêu dm². Sau đó chúng ta cộng với 4 dm². Ta có 4 dm² và 65 cm² sẽ bằng 4 dm². 4 dm². 65 cm², chúng ta biết 1 cm² sẽ bằng 1/100 dm². Vậy 65 cm² sẽ bằng 65/100. dm². Và ta có 4 dm² cộng với 65/100 dm² sẽ bằng 4 65/100, tức là ta đã biểu diễn đơn vị đo về dạng hỗn số. Ta đã biểu diễn số đo về dạng hỗn số và đơn vị là dm². Ta có 4 và 65/100 dm². Tiếp tục chúng ta biểu diễn 95 cm² về số đo có đơn vị là dm² như sau. Ta có 1 cm² bằng 1/100 dm², do đó 95 cm² sẽ bằng 95/100 dm². Tiếp tục chúng ta có 102 dm², 8 cm², sẽ bằng 102 dm². Cộng với, như chúng ta đã biết, 1 cm² bằng 1/100 dm². Vậy 8 cm² sẽ bằng 8/100.
decimet vuông. Và chúng ta có thể viết 102 decimet vuông cộng với 8 phần 100 decimet vuông về dạng số dưới dạng hỗn số. Vậy ta có 102 cộng 8 phần 100 sẽ bằng 102 8 phần 100. Decimet vuông. 102 và 8 phần 100 decimet vuông. Chúng ta sang bài tập số 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 3 cm vuông 5 mm vuông bằng .. mm vuông. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là A 35, B 305, C 350 và D là 3500. Muốn biết đáp án nào là đáp án đúng thì chúng ta phải đổi 3 cm vuông bằng 3 cm vuông 5 mm vuông bằng bao nhiêu mm vuông. Chúng ta đổi như sau: cm vuông sau đó mới đến mm vuông. Vậy 1 cm vuông sẽ bằng 100 mm vuông, 3 cm vuông sẽ bằng 300 mm vuông cộng với 5 mm vuông và kết quả bằng 305 mm vuông. Vậy chúng ta sẽ so sánh với đáp án nào khớp với 305, khớp với kết quả là 305. Ta có kết quả là 305 khớp với đáp án B. Vậy là chúng ta đã làm xong bài tập số 2. Chúng ta tiếp tục sang trang thứ 29 và làm bài 3 của phần luyện tập. Bài tập số 3, người ta yêu cầu chúng ta so sánh các số đo với nhau, lớn hơn, bé hơn hay là giống bằng. Ta so sánh các số đo đầu tiên, đó là 2 decimet vuông, 7 cm vuông và 207 cm vuông. Chúng ta nhận thấy một bên có đơn vị là cm vuông và một bên có đơn vị là decimet vuông và cm vuông. Vì vậy muốn so sánh chúng với nhau, chúng ta phải đổi 2 decimet vuông, 7 cm vuông ra đơn vị là cm vuông. Và chúng ta đổi như sau: 2 decimet vuông sẽ bằng, ta biết 1 decimet vuông sẽ bằng 100 cm vuông. Vậy 2 decimet vuông sẽ bằng 200 cm vuông cộng với 7 cm vuông và bằng 207 cm vuông. Ta có 2 decimet vuông, 7 cm vuông bằng 207 cm vuông. Và bên phải là 207 cm vuông. Vì vậy chúng ta điền là dấu bằng. Tiếp tục, 300 mm vuông và 2 cm vuông, 89 mm vuông. Chúng ta biết một bên là đơn vị mm vuông, một bên là đơn vị cm vuông và mm vuông. Vì vậy chúng ta phải đổi 2 cm vuông, 89 mm vuông ra số đo có đơn vị là mm vuông. Chúng ta biết cm sau đó với đến là mm. Vì vậy 1 cm vuông sẽ bằng 100 mm vuông
và 2 cm² sẽ bằng 200 mm² cộng với 89 mm² sẽ bằng 289 mm². Một bên là 289 mm², một bên là 300 mm², vậy bên 300 sẽ lớn hơn. Tiếp theo, chúng ta so sánh 3 m², 48 dm² và 4 m². Do một bên có đơn vị là m², vì vậy chúng ta phải đổi 3 mm², 48 dm² ra m². Chúng ta có 3 m², 48 dm² bằng 3 m². m², sau đó mới đến dm². Xin lỗi, ở chỗ này có một sự nhầm lẫn. Tôi sẽ giải thích sự nhầm lẫn như sau. Chúng ta biết một bên là 4 m², một bên là 3 m² và 48 dm². Do dm² nhỏ hơn m², do đó chúng ta đổi dm² ra m². Ví dụ ở đây là 3 m² cộng với 48 dm², có nghĩa là 1 dm² bằng 1/100 m² và 48 dm² sẽ bằng 48 phần 100 m², và ta sẽ có hỗn số là 3 48 phần 100 100 m², và một bên là 4 m². Ý của tôi ở đây là nếu chúng ta đổi ra đơn vị là m² và so sánh với nhau thì hai số này rất là khó so sánh, một bên là hỗn số và một bên là số hỗn số, rất là khó so sánh. Vậy chúng ta đổi như thế nào thì chúng ta so sánh nó dễ nhất, tức là trong trường hợp như thế này, chúng ta lên đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị bé thì số nó sẽ dưới dạng là số nguyên, chúng ta sẽ dễ dàng so sánh hơn. Ví dụ ở đây là 3 m², chúng ta đổi ra dm² như sau: 1 m² bằng 100 dm², vậy 3 m² sẽ bằng 300 dm², và cộng với 48 dm² sẽ bằng 348 dm². Tiếp theo, chúng ta đổi 4 m² sẽ bằng 1 m² bằng 100 dm², vậy 4 m² sẽ bằng 400 dm². Vậy chúng ta có một bên là 400 dm² và một bên là 348 dm². Đơn vị lúc này là dm². Vậy chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy 400 dm² sẽ lớn hơn 348 dm² và chúng ta sẽ có dấu bé hơn. Tương tự, chúng ta so sánh 61 km² và 610 hectometer². Ở đây chúng ta phải đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị bé thì chúng ta dễ dàng so sánh hơn, tức là chúng ta đổi 61 km² bằng bao nhiêu hectometer². 1 km² sẽ bằng 100 hectometer². Vậy 61 km² sẽ bằng 61 nhân với 100 và bằng 6100 hectometer², và một bên là 610 hectometer². Ta sẽ có 6100 sẽ lớn hơn 610 và chúng ta sẽ có dấu lớn hơn.
sau khi làm xong bài tập số 3, chúng ta làm tiếp bài tập số 4, cũng là bài tập kết thúc của phần luyện tập. Nội dung của bài tập số 4 như sau: để nát nền một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 150 viên gạch hình vuông có cạnh là 40 cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông. Biết diện tích phần mạch vữa là không đáng kể. Do diện tích phần mạch vữa là không đáng kể, do đó diện tích của căn phòng sẽ là diện tích của 150 viên gạch hình vuông có cạnh là 40 cm. Để tính diện tích của căn phòng, chúng ta phải tính diện tích của 150 viên gạch hình vuông có cạnh là 40 cm. Vậy một viên gạch hình vuông có cạnh là 40 cm sẽ có diện tích là bằng bao nhiêu? Sau đó chúng ta sẽ nhân lên 150 viên gạch có diện tích là bao nhiêu. Đó chính là diện tích của căn phòng. Chúng ta có viên gạch hình vuông có diện tích là 40 nhân với 40 bằng 1600. Đây là diện tích của một viên gạch hình vuông có cạnh là 40 cm, và diện tích của nó lúc này là 1600 cm². Vậy diện tích của căn phòng là một viên gạch có diện tích là 1600 cm². Vậy 150 viên gạch sẽ có diện tích là 150 nhân với 1600. Và bằng bao nhiêu? Hai trăm bốn mươi nghìn cm². Chúng ta biết 1 cm² sẽ bằng 1 cm² sẽ bằng 1/10.000 m². Vậy 240.000 cm² sẽ bằng 240.000. Chia cho 10.000, 240.000 chia cho 10.000 sẽ bằng 24 m². Vậy diện tích của căn phòng bằng 24 m². Và chúng ta giải bài toán như sau: đầu tiên chúng ta tính diện tích của viên gạch hình vuông. Diện tích của viên gạch hình vuông có cạnh 40 cm là 40 nhân 40 bằng 1600 cm². Vậy chúng ta sẽ có diện tích của căn phòng là
diện tích của căn phòng là 150. Căn phòng có 150 viên gạch, nhân với diện tích của một viên gạch là 1600, và chúng ta bằng 240.000 cm vuông, và chúng ta đổi ra bằng 24 m vuông. Đáp số là 24 m vuông. Như vậy là chúng ta đã giải xong các bài tập trong sách giáo khoa của môn toán lớp 5, trang 28-29 phần luyện tập. Thì video này chúng ta dừng tại đây. Hẹn gặp lại các em ở các video sau. Các em đừng quên bấm vào nút đăng ký của kênh. Thì mục đích của chúng ta bấm vào nút đăng ký của kênh để làm gì? Để bất cứ khi nào mà học toán online đăng video lên thì các em, những người đăng ký kênh, sẽ là những người đầu tiên được xem video. Cảm ơn các em đã quan tâm đến kênh học toán online và dành những thời gian để xem và học, để xem video và học cùng với học toán online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau.